Xin chào các bạn quay lại với channel của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn là một con máy Aseki 2020 được bán với giá là 20 triệu. Thì số điện thoại của chủ máy mình sẽ ghim trong phần tiêu đề video nha các bạn. Thì máy này nằm tại là Mộc Hóa, Long An nha. Thì như trên hình là các bạn thấy đây là con máy Aseki 2020 và được bán với giá là 20 triệu thôi nha các bạn. Thì các bạn nào có nhu cầu cần xài con máy này, các bạn có thể là gọi trực tiếp ngay chủ số điện thoại trong phần tiêu đề của video. Nếu mà trong vòng một vài tuần tới, một hai ba tuần tới gì đó, khoảng nửa tháng mà mình sẽ gỡ số điện thoại xuống, hoặc là mình để là đã bán hoặc là để mình dừng bán, thì tất nhiên là mình sẽ không còn cập nhật về con máy này nữa nha các bạn. Thì đến lúc đó thì các bạn có xem được video về con máy này thì các bạn là đừng liên hệ số điện thoại về con máy này nữa nha các bạn. Thì một thời gian thì anh chủ máy cũng sẽ bán được nên mình sẽ gỡ số điện thoại xuống, mất công là mình sẽ phiền tới ảnh nha các bạn. Thì mình chúc các bạn xem video thật là vui vẻ nha. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh miễn phí, và ấn một nút chuông để mỗi khi mình đăng những video bán máy giá rẻ, cũng như là các bạn có nhu cầu mua xài những món đồ gia dụng hoặc là máy cơ giới, ghe sắt, phà lan, tất cả những loại máy, hoặc là trên những cái bãi máy mình có dịp đi ngang thì mình sẽ ghé quay review và chia sẻ những số điện thoại của chủ bãi, hoặc là những bán những đồ nông ngư cơ thì mình sẽ chia sẻ lên các bạn xem. Các bạn có thể là xem và gọi hoặc là hỏi mua những cái đồ, món đồ mà mình cần xài nha các bạn. Thì đỡ tốn thời gian cho các bạn phải đi lên tới bãi, đi dọ, đi lục nha. Thì các bạn đăng ký kênh thì mình sẽ là cập nhật liên tục những món đồ, hoặc là mình đi quay bãi máy tại Bình Chánh hoặc là Bến Lức, Long An nha các bạn. Thì các bạn có thể là xem ưng ý thì các bạn thể gọi số điện thoại trên tiêu đề. Còn nếu mà một thời gian nào đó mình gỡ số điện thoại xuống thì tất nhiên là mình sẽ gỡ số điện thoại của anh chủ bãi xuống, cũng như là những con máy đó đã được bán hết thì mình sẽ gỡ xuống, rồi mình sẽ lên lại những cái con máy khác cập nhật hiện tại mới nhất nha các bạn. Còn trong thời gian một vài tuần thì mình sẽ gỡ xuống nha, tại vì những con máy đã bán rồi thì sẽ không cập nhật nữa, nên mình sẽ gỡ cái số điện thoại trên những cái video đó xuống nha các bạn. Thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh miễn phí và nhấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha các bạn.